Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Mỹ gốc Việt xuống đường vì Tổng thống Donald Trump. Stop the State, khẩu hiệu mà nhiều người Việt Nam dùng để làm băng rôn hoặc khẩu hiệu để phản đối cuộc bầu cử gian lận. Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng ông bị Đảng Dân Chủ đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Với sự ủng hộ Tổng thống Trump chiếm áp đảo trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhiều cử tri Mỹ gốc Việt đã phải rất sốc khi kết quả bầu cử ngược hẳn lại với mong đợi của họ. Nước Mỹ là nước tự do. Nếu bạn nghi ngờ chính quyền tiêu cực thì bạn có quyền xuống đường biểu tình phản đối. Người Mỹ gốc Việt nghĩ rằng họ cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết và hy vọng rằng với sự ủng hộ đó sẽ phần nào giúp thay đổi tình thế. Không phải chỉ người dân ủng hộ Tổng thống Trump hy vọng như thế, mà ngay chính ông Tổng thống Donald Trump cũng hy vọng như vậy. Chính ông đã kéo dài thời gian công nhận thắng cử của đối thủ Biden cho đến hôm nay cũng là chờ đợi một cuộc chiến pháp lý hòng lật ngược lại thế cờ. Tại thành phố Houston, nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, phần đông là người gốc Việt, tụ tập Chủ nhật gần đây trước những khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở thành phố Houston của bang Texas để phản đối điều mà họ cho là gian lận bầu cử, làm tổn hại cơ may tái đắc cử của ông Donald Trump. Đây là hình ảnh người Mỹ gốc Việt biểu tình ở bang Houston, nguồn do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cung cấp. Những người ủng hộ Donald Trump nghĩ rằng tổng thống của họ bị hiện tượng gian lận bầu cử mới có kết quả bất lợi, và sự bất mãn, tức là tức giận, thể hiện rất rõ trên khuôn mặt những người biểu tình. Những khẩu hiệu như Donald Trump 4 năm nữa tiếp tục vang lên. Một số người chạy ngang bấm còi ủng hộ, trong khi một số khác lao ó, chửi bới, tạo nên cảnh tượng huyền náo. Nhưng tại đây, những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Tổng thống vẫn tiếp tục cuộc chiến. Với họ, cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc. Cũng vào lúc này, khi các tờ báo Mỹ vẫn cứ đưa tin ông Biden dẫn trước ông Donald Trump và số phiếu đại cử tri vượt qua mốc 270 phiếu để giành lấy chức Tổng thống đầy quyền lực Hoa Kỳ, thì những người biểu tình họ vẫn cho rằng 30 chưa phải là Tết, nghĩa là họ nghĩ rằng ông Biden có đạt đủ số phiếu đại cử tri cũng chưa chắc gì đã trở thành Tổng thống mà phải chờ đến sự phán quyết của tòa án. Những người này tin rằng Tổng thống của họ sẽ thắng kiện và tiếp tục một nhiệm kỳ nữa tiếp theo. Đa phần người Mỹ gốc Việt ủng hộ Donald Trump, còn người Việt thì sao? Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã gây ra hai hiện tượng trái ngược nhau. Người ta yêu ông Trump thì yêu hết lòng. Tình yêu họ dành cho vị Tổng thống này đặc biệt hơn nhiều vị Tổng thống trước đó. Không những với những người Mỹ gốc Việt, mà với cả người Việt không chịu ảnh hưởng gì về chính sách của ông Trump cũng yêu quý ông ta rất nhiều. Ở phía ngược lại thì người ghét ông cũng không ít. Chính những người ghét ông đã góp phần làm cho lá phiếu lệch hẳn về phía đối thủ Biden. Trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một người biểu tình tên là Như Khuê nói rằng: "Tôi nghĩ 100% là vì sự gian lận cho nên mới có sự thay đổi kết quả. Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào Tổng thống Trump. Trong 4 năm qua, ông đã làm gì cho nước Mỹ, mọi người đều đã biết hết rồi." Đứng bên cạnh chị Như Khuê, chị Võ Giang Tỷ bày tỏ sự bất mãn về điều mà chị nói là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Chị cảm thấy rất buồn khi cách biệt dẫn đầu của ông Donald Trump trong đêm bầu cử bị ông Biden thu hẹp và vượt qua trong những giờ sau đó. Và chị không nghi ngờ là có những điều bất minh trong quá trình kiểm phiếu. Đa số người Việt Nam đồng hương ở đây và những người Mỹ tôi biết 90% đều bầu cho Tổng thống Donald Trump hết. Cái này rõ ràng là ăn gian quá, cho nên làm cho tôi rất là đau lòng, giống như là có một người nhà đã mất vậy đó. Chị nói như vậy. Hơn một chục cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với những người Việt Nam ủng hộ ông Trump cho thấy sự nghi ngờ sâu sắc đối với việc ông Biden vượt lên dẫn trước ông Trump tại một số bang chiến trường trọng yếu. Và điều này đã được các nhà quan sát dự báo từ trước cuộc bầu cử. Ở trên không gian mạng, người Việt cũng yêu quý ông Trump không thua kém gì người Mỹ gốc Việt. Hiện tượng tranh cãi xảy ra khi người công nhận ông Biden trúng cử, còn người khác thì bảo đợi sự phán quyết của tòa án. Những người yêu ông Trump thì kỳ vọng có rất nhiều vào cuộc chiến pháp lý mà ông Trump đang phát động. Nếu ai để ý các trang mạng người nổi tiếng thì sẽ thấy số lượng người ủng hộ ông Trump đông áp đảo so với những người không ủng hộ. Đây là điều bất thường vì nó không giống với những gì người Mỹ suy nghĩ. Người Mỹ họ đã nghiêng về phía ông Biden cả trong phiếu cử tri phổ thông lẫn phiếu đại cử tri. Cho đến nay vẫn chưa thấy ai giải thích một cách thuyết phục hiện tượng kỳ lạ này. Đây là hình ảnh chị Như Khuê.
Vì sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Donald Trump đến như vậy? Câu hỏi cũng được đặt ra. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.600 người Mỹ gốc Á vào hồi đầu tháng 9 vừa qua, 48% người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump so với 36% dành cho ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Biden. Điều này có phần ngược lại ở các nhóm người Mỹ gốc Hoa, gốc Nhật, gốc Hàn và gốc Ấn. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden lên tới 54%, trong khi ông Trump chỉ nhận được có 30% tán thành mà thôi. Vào năm 2018, một cuộc khảo sát của AP Vote và AP Data đã cho kết quả tương tự, khi có tới 64% người Việt được hỏi đã khẳng định là họ hài lòng với những gì Tổng thống Trump đã làm. Trong đợt bầu cử lần này, nhiều tổ chức của người Việt Nam chuyên vận động cho ông Trump đã xuất hiện và kêu gọi ủng hộ bằng nhiều hình thức như ca hát, quảng cáo. Và đời sống của người Mỹ gốc Á dưới thời ông Donald Trump được cải thiện rất nhiều. Nền kinh tế rất mạnh và gần như ai cũng có việc làm trước khi đại dịch bùng phát. Một người đứng đầu hội vận động cho ông Trump đã nói với báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng như thế. Cũng theo đánh giá của vị này, nếu ông Trump tiếp tục làm tổng thống, Mỹ sẽ đủ sức vượt qua suy thoái kinh tế và có tác động tiêu cực tới đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, theo giáo sư Liên Hằng thuộc Đại học Columbia tại Mỹ, kết quả các cuộc khảo sát người Mỹ gốc Việt có thể không thực sự sát thực tế. Đây là hình ảnh người Mỹ gốc Việt tụ tập trước Nhà Trắng ủng hộ ông Donald Trump. Thực tế, quan điểm chính trị của việc người Việt phụ thuộc nhiều vào yếu tố như trình độ giáo dục, tuổi tác, địa vị kinh tế, xã hội. Những người Việt trẻ được sinh ra trên đất Mỹ có quan điểm chính trị đặc biệt khác với cha mẹ và ông bà của mình. Với họ, có nền giáo dục Mỹ dạy dỗ, họ tiếp xúc với văn hóa Mỹ và tất nhiên họ có quan điểm giống người Mỹ gốc chứ không giống người Mỹ di cư như thế hệ cha mẹ của họ. Và điều bất thường trong bầu cử dẫn đến lòng tin của người Mỹ gốc Việt cũng được miêu tả. Bầu cử kỳ này rất khác xa với các kỳ bầu cử lần trước. Bởi đơn giản lần bầu cử này trùng với cơn đại dịch nên cử tri có quyền bỏ phiếu qua thư. Nếu số phiếu bầu qua thư cho Donald Trump và Biden tương đương nhau thì chắc chắn không có sự nghi ngờ gian lận diễn ra. Nhưng có một điều bất thường, đó là số cử tri bầu cho Biden qua thư đông áp đảo so với Donald Trump nên mới xảy ra hiện tượng nghi ngờ có gian lận. Tuy nhiên, cũng có giải thích rằng Đảng Dân Chủ có khuynh hướng bỏ phiếu qua đường bưu điện, trong khi các cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa chọn bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử. Có người cho đó là hợp lý, nhưng riêng người Mỹ gốc Việt đa phần là không chấp nhận điều này. Không những người Mỹ gốc Việt mà cả những người Việt ủng hộ ông Donald Trump cũng bác bỏ tường trình của truyền thông chính thống về kết quả bầu cử, trong khi theo dõi sát những tin tức lan truyền trên Facebook và YouTube để cập nhật những diễn biến của quá trình kiểm phiếu hậu bầu cử, cũng như những vụ việc bị cho là gian lận bầu cử được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Mình có thấy nhiều clip trên YouTube, họ đã quay lại được những người kiểm phiếu đã gian lận bằng cách sửa đổi phiếu và một số phiếu mà người chết mà đã được đi bầu, cộng thêm dưới tuổi vị thành niên và họ đã cháo rất là nhiều phiếu. Ông Phúc Nguyễn, một người biểu tình 61 tuổi đã nói như thế. Và những tuyên bố về gian lận bầu cử như người chết vẫn được bỏ phiếu hoặc phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump bị đánh cháo hoặc là vứt bỏ đã được các hãng thông tin uy tín độc lập kiểm chứng là sai trái hoặc vô căn cứ. Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận thua cuộc và đang theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử ở một số bang càng đào sâu thêm nghi ngờ của những người ủng hộ về tính chính trực của cuộc bầu cử tại Mỹ. Tuy nhiên, cả người Việt và cả người Mỹ gốc Việt đã cho thấy rằng những hãng truyền thông nổi tiếng thế giới là truyền thông thổ tả, nên họ không tin và đó là lý do tại sao họ vẫn tin Tổng thống Donald Trump đúng. Đây là hình ảnh người Mỹ gốc Việt vận động bỏ phiếu cho Donald Trump. Và cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy có gian lận bầu cử quy mô lớn có thể làm đảo ngược kết quả bầu cử. Bộ An ninh Nội địa của chính quyền Donald Trump vào ngày 12 tháng 11 đã gọi cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử an ninh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không có bằng chứng cho thấy có bất kỳ ở hệ thống bầu cử nào đã xóa bỏ hay làm mất phiếu, thay đổi phiếu hay bị tổn hại bằng bất cứ cách nào. Các thành viên của Ban chấp hành Hội đồng điều hành của chính phủ và chuyên trách cơ sở hạ tầng bầu cử nói trong một tuyên bố như thế. Và ủy ban này bao gồm các quan chức của cơ quan an ninh mạng, an ninh cơ sở hạ tầng trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Mặc dù chúng tôi biết có nhiều tuyên bố vô căn cứ và cơ hội cho thông tin sai lạc về quá trình bầu cử của chúng ta, song chúng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự an ninh và sự chính trực của các cuộc bầu cử của chúng ta. Các bạn cũng nên tin như vậy. Khi bạn có thắc mắc, hãy hỏi các quan chức bầu cử như những tiếng nói đáng tin cậy khi họ điều hành các cuộc bầu cử. Đây là hình ảnh bạn báo chí nước ngoài khẳng định không có gian lận bầu cử. Đối với những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ như những người Mỹ gốc Việt tham gia biểu tình ủng hộ Trump, thì không có gì có thể xóa tan nghi ngờ của họ về những sự kiện không thể tin được như cướp mất chiến thắng là lẽ ra thuộc về ông Donald Trump vào đêm 3 tháng 11. Thực ra, nước Mỹ là nước dân chủ tốt nhất trên thế giới hiện nay. Sự minh bạch và trung thực của những cuộc bầu cử luôn là thước đo cho nền dân chủ. Với đất nước độc tài như Việt Nam hoặc một số nước khác thì có gian lận, chứ còn nước dân chủ như Mỹ thì rất khó. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020, với bản tin Người Mỹ gốc Việt xuống đường vì Tổng thống Donald Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.